Vâng, Thái Huy xin kính chào tất cả quý vị, đặc biệt là các ban giám khảo chúng ta ngày hôm nay. Thái Huy rất vui khi được góp mặt trong chương trình ngày hôm nay với một ca khúc rất là ý nghĩa. Thái Huy rất vui khi nhìn thấy được sự thành công của cuộc thi đến ngày hôm nay. Đúng ra Thái Huy cũng đồng hành cùng tất cả quý vị trong cuộc thi này, nhưng mà vì một số lý do cho nên Thái Huy không đồng hành được, mà chỉ có thể xuất hiện để tặng cho tất cả quý vị ca khúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và Thái Huy xin chúc cho tất cả các thí sinh chúng ta tự tin và tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Dáng Em Lụa Là, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Trang đài tung bay áo lụa dài, làm lòng ai sao thầm thương như đã ngờ, trải dài nơi em bước qua, trải dài nơi em bước qua. Những sắc thắm trên đôi môi em cười, giờ đã cùng em dạo chơi, giờ đã nhẹ bay lạ lơi. Hãy để nắng rồi vào trái tim em, từng đường cong lụa nhẹ ôm lấy em, lụa trên tấm thân em như lời thơ, lụa ôm lấy thân em tựa giấc mơ, lụa trên tấm thân em như lời thơ, để cho anh ngóng lời thơ, để cho anh lời ca tình yêu viết tặng em. Lụa trên tấm thân em như lời thơ, lụa ôm lấy thân em tựa giấc mơ, lụa trên tấm thân em như lời thơ, cho anh vội ngóng lời thơ, để cho anh lời ca tình yêu viết tặng em. Trông như áng mây dài, trông như trên con phố xa bờ, trên đôi cuốc trang đài tung bay áo lụa dài, làm lòng ai sao thầm thương như đã ngờ, trải dài nơi em bước qua, trải dài nơi em bước qua. Những giấc thắm trên đôi môi em giờ đã cùng em dạo chơi, giờ đã nhẹ bay lạ lơi. Hãy để nắng rồi vào trái tim em, từng đường cong lụa nhẹ ôm lấy em, lụa trên tấm thân em như lời thơ, lụa ôm lấy thân em tựa giấc mơ, lụa trên tấm thân em như lời thơ,
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thể hiện rất là nhiều cảm xúc của giọng ca nam ca sĩ Thái Huy với phần biểu diễn phụ trợ của top thí sinh thần tượng doanh nhân thời trang áo dài năm 2017.